quý vị, với mục đích cải thiện tầm vóc cho người Việt Nam, cách đây 5 năm chương trình sữa học đường được triển khai, giúp mọi trẻ em tiểu học, mầm non được uống sữa hàng ngày bằng một phần ngân sách của nhà nước. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều phụ huynh chưa mặn mà với chương trình này. Nguyên nhân là vì sao? Đây sẽ là nội dung chúng tôi đề cập ở mục chuyện trong ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, với mục tiêu cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em mẫu giáo và tiểu học thông qua hoạt động cho trẻ em uống sữa hàng ngày nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc thể lực của trẻ em Việt Nam, góp phần phát triển nguồn nhân lực trong tương lai. Chương trình sữa học đường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2016. Theo quyết định này, cả nước phấn đấu đến 2020, 100% số học sinh mẫu giáo và tiểu học của các huyện nghèo được uống sữa theo chương trình sữa học đường. Và con số này ở thành thị và nông thôn là 70%. Tuy nhiên, đến cuối năm học 2019-2020, cả nước mới có khoảng 25 tỉnh, thành phố thực hiện với khoảng 16% số trẻ em uống sữa từ chương trình này. Lớp 3A4 có 51 học sinh thì có 43 bạn đăng ký tự nguyện uống sữa học đường. Với những bạn học sinh không đăng ký chương trình này, giáo viên nhắc gia đình mang sữa cho con đến lớp uống. Khi mà con uống sữa ở lớp, con cảm thấy đỡ đói hơn ạ. Trường tiểu học này có tổng sĩ số hơn 1.600 học sinh, trong đó có hơn 1.200 học sinh đăng ký uống sữa tự nguyện, đạt tỷ lệ trên 80%. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhà trường thì việc triển khai chương trình sữa học đường còn gặp nhiều rào cản, từ tiếp nhận, bảo quản, bàn giao và tổ chức cho trẻ uống sữa, xử lý các vấn đề môi trường. Chương trình sữa học đường cũng còn một số vấn đề gây tranh cãi như việc bổ sung 3 hay 21 vi chất vào sữa. Có những cái chế độ nhất định cho cái bộ phận y tế làm việc trong nhà trường quản lý sữa này để cho giảm thiểu cái vất vả và động viên khích lệ. Thứ hai, làm tốt giải quyết kịp thời cái việc chuyển hộp sữa đi tái chế nhanh chóng kịp thời trong tuần. Sau khi chương trình kết thúc vào năm học này, kế hoạch triển khai tiếp theo thế nào chưa rõ ràng. Trong khi đó, ở quy mô lớn, vẫn có tới 26 tỉnh thành không thể triển khai vì chưa tìm đâu ra nguồn kinh phí. Chúng tôi có những 300 cơ sở mầm non tư thục với cả mầm non, cả tiểu học khoảng độ gần 100 trường nữa thì cũng là vất vả, mất mất một người để làm cái công tác này thì cũng khá là khó khăn cho các phòng giáo dục. Đánh giá sơ bộ, ở một số địa phương như Bắc Ninh khi triển khai chương trình sữa học đường, trẻ suy dinh dưỡng giảm từ 3,35% xuống 1,6%, trẻ suy dinh dưỡng thấp còi giảm từ 4,5% xuống 3,5%, tăng trưởng chiều cao từ 1,8 đến 2,07cm tùy từng lứa tuổi. Tuy nhiên, chưa có một đánh giá tổng thể nào trên diện rộng. Và với con số mới chỉ 16% trẻ mầm non và tiểu học uống sữa theo chương trình, cũng khó mà đạt được mục tiêu cải thiện tầm vóc của trẻ như kế hoạch đề ra. Khi điều kiện kinh tế tốt hơn, các gia đình đã chủ động tìm cách cải thiện chế độ dinh dưỡng cho con em mình trong các bữa ăn ở nhà. Khi đi học, các nhà trường cũng có những chương trình nâng cao thể trạng, từ việc cân đối dinh dưỡng trong bữa ăn cho tới kế hoạch rèn luyện thể chất, tăng cường sức khỏe. Nếu như trước đây, việc xây dựng bữa ăn bán trú cho gần 900 học sinh tại ngôi trường này còn gặp khó khăn khi phải vừa đảm bảo dinh dưỡng, phong phú nhưng phải vừa tiết kiệm, thì 5 năm trở lại đây, điều này không còn là trăn trở. Thực đơn bán trú tại trường hiện có tới 360 món ăn, 120 thực đơn không lặp lại cho bữa trưa được cân bằng dinh dưỡng theo nhu cầu của lứa tuổi. Đó là bởi trường đã áp dụng phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng thuộc dự án Bữa ăn học đường, một giải pháp chuẩn hóa thực đơn bán trú dành cho các trường tiểu học. Những em mà béo phì á thì mức lượng thì các em sẽ ăn rau trước, ăn canh trước, rồi sau đó thì các em mới dùng tới phần cơm của mình. Còn đối với những em mà dinh dưỡng á thì các em sẽ phải đốt bắt buộc các em ăn đủ suất mà đưa ra của nhà trường đưa ra kết hợp với phần thực đơn mà đã quy định á. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, giai đoạn tiểu học từ 6 đến 11 tuổi là thời điểm cơ thể đẩy mạnh phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ. Đây còn là giai đoạn tích lũy dưỡng chất để chuẩn bị cho quá trình dậy thì. Thiếu hụt thành phần dinh dưỡng nào cũng đều gây ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện tầm vóc cũng như trí lực của trẻ khi bước vào giai đoạn trưởng thành. Tuy nhiên, các trường tiểu học bán trú còn gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tổ chức bữa ăn do chi phí cho bữa ăn bán trú còn hạn hẹp. 35.000 với cái vật giá như hiện tại thì rất là khó khăn. Nhiều khi phải ngồi suy nghĩ rất là nhiều để ra lựa chọn ra những cái thực ăn mà thực đơn mà
vừa hợp khẩu vị này, vừa đảm bảo được cái số tiền chợ mình đi trong ngày. Bên cạnh đảm bảo dinh dưỡng trong bữa ăn học đường thì việc rèn luyện thể chất cũng không kém phần quan trọng. Những năm gần đây, việc lồng ghép các môn thể thao như bơi lội, cầu lông và môn học giáo dục thể chất đang được các trường chú trọng nhằm góp phần giúp học sinh phát triển thể lực một cách toàn diện, đảm bảo thực hiện mục tiêu của giáo dục là phát triển toàn diện con người về đức, trí, thể, mỹ. Trong nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục Đào tạo luôn luôn có một cái chỉ tiêu đó. Chỉ tiêu là mỗi em học sinh phải biết ít nhất một môn thể thao, tức là để mà rèn luyện thể lực, sức khỏe cho các em học sinh trong quá trình học cũng như là nền tảng thể lực cho một công dân sau này. Thời gian học sinh ngồi trên ghế nhà trường là giai đoạn vàng để phát triển thể lực, trí tuệ. Vì thế, việc tập trung nâng cao thể chất cho các em ngay từ giai đoạn này sẽ góp phần nâng cao sức khỏe, tầm vóc cho thế hệ trẻ. Để thực hiện điều này, việc đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể lực, vệ sinh cá nhân là những yếu tố hết sức quan trọng. Mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đưa ra những chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ em, nhưng Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với hệ lụy kép về dinh dưỡng. Bên cạnh những trẻ em suy dinh dưỡng tại các tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa thì tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì cũng đang trở nên báo động trong những năm gần đây. Điều đáng nói, hệ quả của vấn đề này sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến sự phát triển toàn diện về trí lực, thể lực và chiều cao của trẻ. Đây là buổi khám dinh dưỡng cho trẻ em tại trạm y tế xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cũng tại buổi khám này, chị Xuyến mới biết con mình bị suy dinh dưỡng. 18 tháng tuổi nhưng em bé chỉ nặng khoảng 8,5 kg và cao 75 cm. Con bị suy dinh dưỡng là bị cho con uống nhiều, uống đủ 4 nhóm chất à. Đường, uống đường này, ăn hoa quả này. Ăn nhiều tinh bột. Không chỉ với những trẻ em ở các xã nghèo miền núi, suy dinh dưỡng còn xảy ra cả với những trẻ ở các thành phố lớn như Hà Nội. Bé Ngọc, con chị Linh là một ví dụ. Con tôi năm nay 18 tháng, về hiện chưa được gần 9 cân. Gia đình tôi bỏ rất nhiều công sức để chăm sóc cho con, thế nhưng mà con cũng không tăng cân và cũng không được kỳ bằng các bạn. Thống kê của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, đến năm 2019, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi tại Việt Nam ở thể nhẹ cân là 12,2%, thấp còi là 22,4%. Con số này mặc dù đã giảm so với năm 2018, nhưng theo các chuyên gia, tỷ lệ này vẫn còn cao. Đối với trẻ em thì cái chiều cao chúng ta phải đảm bảo các cháu tăng trưởng chiều cao theo tuổi của các cháu đầy đủ thì sau này các cháu mới khỏe mạnh và lại phòng chống được cái bệnh mãn tính khi trưởng thành. Trong khi tỷ lệ suy dinh dưỡng còn cao thì tình trạng béo phì cũng lại gia tăng. Chỉ sau 13 năm, tỷ lệ này đã tăng từ 12% lên 43% ở các thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Em nhỏ này là một ví dụ. Mới 5 tuổi, nhưng em đã có cân nặng là 34,6 kg, vượt 16,3 kg so với quy chuẩn. Đối với trẻ em thì đầu tiên là chúng ta thấy là cái thân hình nó, và nếu mà nó thừa cân béo phì, nó sẽ trở nên là tự ti. Và cái hệ lụy tiếp theo là cái tích mỡ đấy, nó sẽ gây ra một loạt các cái rối loạn chuyển hóa trong cơ thể. Và đấy là những cái nguy cơ của các cái bệnh tim mạch, huyết áp. Rõ ràng, những hệ lụy do tình trạng dinh dưỡng không hợp lý, trong đó có cả thiếu chất và thừa chất là vô cùng lớn. Nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em hiện tại, mà còn ảnh hưởng trầm trọng đến sự phát triển về trí lực và tầm vóc, cũng như khả năng mắc các bệnh không lây nhiễm của trẻ sau này. Đề án sữa học đường có mục tiêu tốt, nhưng nhiều luồng thông tin tam sao thất bản đã khiến một số phụ huynh nói không với chương trình này. Nhiều ý kiến cho rằng việc phụ huynh không mặn mà với chương trình sữa học đường là do thói quen ném đá. Tức là hễ có chương trình nào mới, chưa hiểu tốt xấu như thế nào, cụ thể ra sao, cứ phải ném đá trước đã. Nhiều phụ huynh còn tỏ ra lo lắng khi con uống sữa học đường sẽ phải uống các loại sữa hết hạn, sữa kém chất lượng nên không muốn tham gia. Điều này cũng không phải không có lý khi nhìn vào thực tế đã có những nơi xảy ra tình trạng học sinh ngộ độc trong chương trình này. Mặt khác, cơ sở vật chất thì không phải trường nào cũng có phòng lưu trữ sữa hay là tủ lạnh bảo quản. Chưa kể là việc đấu thầu cung cấp sữa giữa doanh nghiệp và nhà trường cũng còn một số vấn đề phải điều chỉnh. Chính bởi vậy, đề án sữa học đường đang gặp nhiều thách thức đối với quá trình tổ chức thực hiện. Nhiều chuyên gia nhận định rằng ở các tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa thì khó khăn về kinh tế là rào cản để học sinh tiếp cận sữa học đường. Nhưng ở các thành phố lớn thì chính sự thiếu thông tin lại là nguyên nhân cốt lõi để phụ huynh chưa thực sự hiểu được lợi ích to lớn của chương trình sữa học đường. Và đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chuyện trong ngày. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi.